trời có phong ba, dẫu cho biển hóa nương dâu, đường trần ta bước sắc son một lòng sâu chứa vì hạnh phúc mãi mãi là tình chúng ta đừng hiểu lầm.
phải vào một mái nhà tranh thai quả tim vàng mới là tổ ấm. Chúng ta có rất nhiều tổ ấm, và trong cuộc đời của chúng ta thật sự với các vị, trong một đời sống của tăng ni được bao bọc của thầy tổ mà một sống trong đời sống hạnh phúc để tiến thân tu tập là tổ ấm của các vị. Cho nên ở đây chúng tôi nói bao quát kể cả những người xuất gia cũng như cư sĩ tại gia về vấn đề tổ ấm này. Thì trước khi mà chúng tôi đi vào đề tài này thì tôi cũng nói về cư sĩ trước, rồi sau đó chúng tôi sẽ đề cập đến là người xuất gia có tổ ấm hay không. Chúng ta có thể là chúng ta làm mới lại những cái thuật ngữ của lời Phật dạy, chứ đôi khi chúng ta giảng quá trung thành với cái thuật ngữ của Đức Phật á, thì đôi khi cái lời đó làm cho người xã hội khó hiểu, khó tiếp cận. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm biến lại thành ngôn ngữ của Đức Phật, được những người con của Đức Phật làm sao biến lại thành ngôn ngữ của một cuộc sống hết sức đời thường, để người ta từ cái đời thường đã tiếp nhận được giáo lý của Đức Phật. Còn bằng không chúng ta thuyết toàn là thuật ngữ của đạo Phật á, thì chúng ta làm cho người cư sĩ không nắm bắt được gì, không nắm bắt được gì. Giờ làm lại nhiều ngày tháng trôi qua rồi, người ta có một cái khoảng cách rất lớn, là người ta chỉ nghĩ là Phật pháp chỉ dành cho tăng ni tu tập thôi, không dính dáng gì đến đời sống của cư sĩ. Hoặc là dính dáng là đời sống của cư sĩ là những người đã lớn tuổi rồi phải đi vô chùa tu hành, hay những người chuyên ăn chay niệm Phật, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta thời gian qua chúng ta đã suy nghĩ một cách hơi lầm lạc. Và bây giờ là những cơ hội để chúng ta nhận thức, để quay về với con đường tu tập của chúng ta. Xin thưa với các vị, về mặt xã hội hôm nay chúng ta có thể nhìn đoán được rằng con người chúng ta đang đi hoang và bỏ tổ ấm rất nhiều. Bởi nhiều lý do khác nhau mà con người chúng ta có thể đi hoang, tức là xa rời tổ ấm. Ở chỗ trong gia đình không được cha mẹ thương yêu và chăm sóc, người ta sẽ đi hoang. Trong gia đình chưa lo cho người ta được đầy đủ những nhu cầu tiện nghi, người ta đi hoang. Trong có nhiều vấn đề do người ta vì tham cầu một cái mục đích nào đó trong lòng mà người ta chưa thực hiện được, và người ta tưởng tượng rằng một chân trời xa thẳm nào đó, một thủ đô nào đó, một quốc gia nào đó có thể giúp cho người ta thực hiện được ước mơ về thiên đường của chính mình. Vì vậy người ta bỏ nhà đi hoang. Và trong rất nhiều thái độ khác, từ những tổ ấm đó cũng có những gia đình người ta đã tan nát từ những cái thái độ đi hoang của con người. Đây là điều tất cả mọi người chúng ta cần phải suy nghĩ, để chúng ta được thấy rằng thái độ của con người chúng ta trong thời đại hôm nay cần phải nghĩ gì và làm gì để giữ được tổ ấm. Trong tổ ấm này có cha, có mẹ, có anh, có em, có huynh, có đệ, có thầy, có bạn, có tất cả những, có vợ, có chồng, có con, có cái, vân vân. Nhiều thành phần trong cái tổ ấm này, nói chung như vậy. Và trong vấn đề chúng tôi trình bày các vị hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến tất cả mọi lĩnh vực này mà chúng ta cần phải suy nghĩ và quán chiếu. Thái độ của con người chúng ta là thái độ đứng núi này trong núi nọ. Đây là một điều mà trong tâm thức ai cũng có. Trong đời sống tu hành có những lúc chúng ta cũng có những ước mơ. Ước mơ, ví dụ chúng ta ở chùa Đại Giác Sóc Trăng này, chúng ta nghe đồn về thành phố, tăng ni thành phố tu học có điều kiện rất tốt, về tranh chảnh có môi trường rất tốt, cái này cái kia cũng tốt, nhà lầu xe hơi cũng tốt, ngon hơn Sóc Trăng. Tự nhiên chúng ta nao nao, chúng ta muốn làm sao? Muốn ôm gối trốn khỏi Đại Giác này về thành phố. Có những lúc như thế. Và trong những thời gian trước kia, khi tôi còn ở trường trung cấp Phật học Vĩnh Long khoảng năm 90, thì tôi cũng đã từng có những huynh đệ như thế. Từng những huynh đệ đã chê những mái trường ọp ẹp này, chê những mái lá này, mà cuối cùng rời bỏ khỏi trường, đi về một nơi mà theo như ước vọng. Nhưng mà xin thưa với các vị, tất cả những người rời bỏ mái trường ra đi bằng thái độ đi hoang, bằng thái độ đứng núi này trong núi nọ, đều thất bại cả. Đều thất bại cả. Cho nên đời cũng vậy. Tôi thấy có những người hôm nay, những người có con có cháu, thường có suy nghĩ với thái độ là, nhất là chúng ta có con gái, chúng ta có suy nghĩ muốn đổi cuộc đời. Vì đổi cuộc đời cho nên chúng ta đã đẩy con mình vào những hoàn cảnh bi đát mà báo chí và thời sự đã đăng tin,
có những đứa con Đài Loan, có những đứa con Hàn Quốc, có nhiều thứ khác nhau, bằng nhiều thái độ khác nhau, trở thành những cái vấn đề khổ đau, những vấn đề rơi vào những điều mà chúng ta khó tưởng tượng được điều gì xảy ra. Chúng ta nhìn đâu đó một vài hình ảnh của một vài ngôi nhà được cất lên khang trang từ những đứa con của mình có một sự hy sinh nào đó, thì chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người, ai có thể bước ra hy sinh đều được những ngôi nhà đó hết à. Chúng ta vì có thái độ đó cho nên có những bà mẹ đã đánh mất đi lòng tự trọng của một đứa con. Có những đứa con đang học lớp 11, 12 như vậy, ép con phải bỏ đi, bỏ học để chạy theo những tiếng gọi của đồng tiền, của đô la, của cái gì đó. Mà phải như vậy, đứa con là nói mẹ ơi con còn ham học, con thích học, con còn trẻ vân vân thế này. Nói mày á như thế này thế khác, mày không coi có con nhỏ nhà bên kia, con nhỏ nhà thế đó vân vân. Như vậy chúng ta vì những thái độ đó, chúng ta đã đẩy con mình rời tổ ấm và trở thành một đứa con đi hoang quá sớm và đem đến cuộc đời đau khổ. Đây là một cái thái độ mà mỗi người chúng ta cần phải nhận thức để tìm hiểu vấn đề này. Và những người không do hoàn cảnh đẩy thì lại chính khát khao của mình đẩy. Nhưng mà các vị biết nhớ kỹ rằng trong cuộc đời mình đứng núi, núi này mình thấy núi nọ đẹp hơn, mình thấy núi kia cao hơn, nhưng khi mình đến bên kia rồi mình thấy vẫn như thế mà thôi. Cho nên trong cuộc đời phải sống thực, đừng bao giờ tưởng tượng. Tôi nhớ có một mẫu chuyện mà nói về cái trong cổ học Tinh Hoa đó. Có nói về cái mẫu chuyện mà cái con lừa. Con lừa nó không có chịu đi. Con lừa có một ông chủ này không chịu đi. Cuối cùng ổng đánh, ổng nói cách nào nó cũng không đi. Ổng nghĩ ra một cách là ổng sẽ bó một cái bó cỏ thiệt tươi ở phía trước mỏ nó. Nhưng mà chừa một khoảng cách, chừa một khoảng cách, tức là cái lưỡi nó có thể liếm được bao nhiêu đây thì ổng cột bao nhiêu đây rồi tức là nó phải không thể nào nó có thể ăn được bó cỏ đó. Nhưng mà vì khi mà từ khi ổng cột cái bó cỏ phía trước mỏm của nó thì nó bắt đầu nó chấp nhận nó đi các vị. Cái đi, thái độ đi phía trước không phải là nó đi theo sự điều khiển của ổng, mà nó đi với thái độ là để ăn được bó cỏ này, để ăn được bó cỏ này. Nhưng dứt phát không bao giờ ăn được, bao giờ đi đến đích mà thôi chứ không bao giờ ăn được. Chúng ta cũng đôi khi chúng ta có thấy mình thỉnh thoảng là một con lừa không? Hả? Có những lúc chúng ta cũng là một con lừa đang bị dụ bởi một bó cỏ nào đó. Chúng ta cứ cảm thấy một miếng mồi ngon béo bở, một cái quyền lợi quá ư là cầm chắc trong tay trước mắt. Nhưng các vị nên nhớ kỹ rằng tất cả những điều đó là những bó cỏ trước mắt chúng ta đó các vị. Cái gì dễ ăn được người ta đã ăn rồi, không để dành cho chúng ta đâu. Vì vậy khi làm việc gì, đôi khi với những cái tay lắm chân bùn, với cái bản chất thật của cuộc đời mình, đôi khi cái đó là một sự thành thật trong cuộc sống. Nó có những cái sự ban tặng cho các vị, cuộc đời nó có sự bù đắp. Cho nên vì chỗ đó trong cuộc đời chúng ta đừng quá tưởng tượng, đừng quá tưởng tượng, đừng nhân quá bất cứ điều gì cả. Cái gì chúng ta cũng ở một mức độ tương đối thôi. Đừng tưởng tượng điều gì quá, chúng ta sẽ đổ vỡ thần tượng đi. Một công ăn việc làm, một cái tình cảm, một cái gì đó, một cái hứa hẹn nào đó, chúng ta phần lớn chúng ta hay đánh lừa bằng những cái giá trị tưởng tượng hơn là sự thật, hơn là sự thật. Cho nên sự thật luôn luôn nào người ta nói sao? Sự thật thì sao? Sự thật thì phũ phàng. Ai trong đây bị phũ phàng? Có người nào có bị phũ phàng chưa mà nói một câu giống dạc vậy? Hả? Có ai phũ phàng các vị chưa? Cho nên có những cái mà chúng ta cũng bị phũ phàng thiệt phải không? Người ta đi lấy cái giàu sang á, rời cả keo sơn bỏ đá vàng. Cái gì nữa? Gần nửa đời thôi tôi đã khóc, hai lần hai chuyện bước sang ngang. Phũ phàng vô cùng. Ta có nhẫn vàng, có nhẫn cỏ, nó bỏ chạy theo nhẫn vàng. Phải không các vị? Đó là cái những cái thái độ phũ phàng đó. Nhưng mà nhớ kỹ, đây là những điều chúng ta được thấy. Rồi để các vị thấy là nhẫn cỏ có giá trị hay nhẫn vàng có giá trị, tùy mức độ mà đánh giá. Đôi khi nhẫn vàng chỉ là bó cỏ thôi, có những khi nhẫn vàng chỉ là nhẫn đồng mạ vàng thôi. Điều này các vị phải để ý. Tôi nhớ có một mẫu chuyện ngày xưa. Có một cái anh này, anh được đính hôn từ thuở nhỏ. Ngày xưa hay có cái chuyện mà đính hôn trước cái tuổi thành niên đó, tức là hai gia đình bên đây với bên kia tự nhiên thấy thích nhau, cái là cho tụi trẻ nó hôn ước. Ví dụ các vị ở ngoài đời có bạn bè ở nhau,
cái lớn lên cái mình có con trai, cái đứa kia có con gái, cái đó thôi tôi với bà làm xui đi, thấy không, mai này cho nó cưới nhau vân vân. Hôm nay thì cái sự hứa hẹn 5 năm 10 năm nó có thể dễ thay đổi, chứ ngày xưa sự hứa hẹn này người ta ít thay đổi lắm, khó thay đổi lắm các bạn. Thì cái anh chàng này anh cũng được sự hứa hẹn đó, khi lớn lên là độ tuổi bắt đầu trưởng thành, anh cũng được nghe phong phanh là anh đã được sự đính hôn rồi bởi một cô gái cũng mặn mà nhan sắc. Và anh này thì trong lòng rất là có cái tính tự trọng, vì nghe đồn về một cái người sắp cưới của mình đó, cái người vợ hứa hôn đó, là mặn mà nhan sắc, rồi mọi thứ công dung ngôn hạnh ở một cái độ mức trên trung bình. Cho nên vì vậy anh muốn một đám cưới của anh phải xứng đáng với lời đồn của thiên hạ. Cho nên anh bắt đầu đổ công đi tìm sự nghiệp và học hành. Trong quá trình học hành của anh đã thành đạt nhiều rồi, nhưng mà anh chưa hài lòng. Bởi vì anh nghĩ cái thành quả này chắc là chưa tương xứng với cô dâu ngày mai này. Cho nên nhiều lần ở nhà kia nói rằng tôi gả con tôi không cần địa vị không hầu gì cả. Cho nên bây giờ con tôi cũng đã trưởng thành lớn rồi, sao không đến đi, chứ bây giờ đợi cái gì nữa. Mà nhiều lần gia đình bên nhà gái kêu qua để cưới đi, nhưng mà anh này vì tự trọng cho nên cuối cùng học hoài rồi công danh sự nghiệp cho đến một ngày được vinh quang, tức là ở một độ thành công và bắt đầu tổ chức cái ngày cưới. Nhưng mà từ khi anh hứa hôn cho đến khi anh cưới cô nàng này, anh hoàn toàn anh không có biết mặt cái cô dâu. Anh chỉ tưởng tượng trong cô dâu của anh ở tưởng tượng là giống như một bà tiên giáng trần nhá. Tức là trong lòng của anh á, anh tưởng tượng là cô dâu là mắt đẹp, là mày ngài, môi son, má phấn, tuyệt vời lắm. Dáng dốc thiết tha như hoa hậu rồi vậy đó, trong lòng cứ nghĩ vậy. Cho nên á, ngày đêm là cái thần tượng đó, nó đã nuôi chí anh để thành công. Rồi cái ngày hôn lễ cũng đã đến lúc bắt đầu, đến lúc bắt đầu. Và khi cái ngày hôn lễ đến đó thì anh mới qua cưới, và cuối cùng cô dâu đó cũng được về bên cái nhà chồng. Thì nó cũng cách không xa lắm, mà thỉnh thoảng trên đoạn đường anh đi học, anh đi làm nhiều thứ, anh cũng đã từng đi ngang qua căn nhà đó. Thì khi lần đầu tiên trong đời anh cưới cô dâu về rồi, anh vì cô dâu có đội cái khăn gì đó, khăn đỏ đỏ che mặt đó, thì anh ta đang hồi hộp chờ đợi nàng tiên tưởng tượng của mình. Và khi anh lần đầu tiên trong đời khi mạnh lột cái khăn của cô đa, thì anh vô cùng tá hỏa thông tin. Các vị nào nói xấu, người ta nghe phong phanh đâu xấu, xấu đẹp chưa cần biết. Nhưng mà quá ra anh ấy, trời đất ơi, sao xưa nay không nói với tôi cho rồi. Một cái cô này cũng từng sắt chuối cho heo ăn, cũng từng hốt ba cái rơm cho bò ăn, cũng từng đi chăn vịt, cũng từng đi cày đi cấy, mà tôi đã từng đi ngang qua đôi lần tôi nhìn thấy, sao không nói cho tôi cho rồi đi. Mà bởi hôm nay cho tới ra thế này, tôi phải trải qua mười mấy năm đèn sách như vậy, để cuối cùng tôi rước một cô vợ về mà tôi đã gặp hàng ngày mà tôi không bao giờ biết. Các vị thấy cái điều đó, cái điều gì? Xấu đẹp chúng tôi chưa nói, rất có thể những con gái nhà quê tay lắm chân bùn, chứ đẹp thì sao, không có nói gì. Nhưng mà nó là những điều sự thật, nó bình dị lắm các vị. Cho nên có một câu danh ngôn ngày người xưa người ta nói là con người luôn luôn đi tìm sự thật, nhưng mà khi sự thật hiện hữu á thì người ta không dám nhận nó, bởi vì sự thật sao đơn lẻ, buồn tẻ và trần trụi quá. Nó cho nên các vị cứ thấy cũng giống như những người đi tu. Các vị trước khi đi tu, các vị có tưởng tượng rằng khi đi tu là một điều ghê gớm đúng không? Hả? Các vị nhớ kỹ rằng trước khi đi tu, mình tưởng tượng khi mình đi tu là mình sẽ thăng thiên độn thổ một ngày nào đó gần gũi. Rồi một ngày nào ánh mắt của mình nhìn thấy xa xăm vạn dặm. Rồi không khéo một ngày nào đó mình cũng đổ hào quang ở phía sau như Đức Phật. Nhưng mà sao tu hoài nó không có. Sao vô đây rồi thỉnh thoảng lúc có những lúc chúng ta cũng thấy buồn vui, có những lúc cũng sân si, có những lúc cũng thế này thế khác, sao bình thường quá vậy? Nhưng mà xin thưa các vị là sự thật là nó vậy. Sự thật là nó vậy. Ngày xưa chưa chắc gì ông Phật có hào quang như thế này. Chưa không thể nào nói là Đức Phật có đi trên đó sen hay không.
Tôi cùng với các cái vị mà đi Ấn Độ ha, vừa rồi á, tôi đi Ấn Độ với trong đoàn, thì có một anh Phật tử anh đi với tôi, thì anh nghe tôi là trong đoàn thì người ta không hiểu gì về đạo Phật nhiều, cho nên khi đi đến các cái Phật tích á, tôi thuyết minh, tôi giới thiệu đây là nơi Phật đản sanh, rồi nơi đây Phật thuyết pháp, rồi thành đạo nhập niết bàn, từ đây Đức Phật đi qua nơi này nơi kia, vân vân. Tôi kể, cái anh mới nói: trời đất ơi, vậy mà xưa nay trong lòng con cứ nghĩ ngày xưa Đức Phật muốn đi từ xứ này qua xứ kia là Đức Phật bay chứ. Anh nói vậy đó, con cứ nghĩ là Đức Phật sẽ từ xứ này qua xứ kia là Đức Phật bay tới, chứ đâu có ngờ mà Đức Phật phải đi bộ như thế này. Các vị có bao giờ hình dung Đức Phật đi bay từ xứ này xứ kia không? Sự thật là các vị biết rằng Đức Phật đã đi những đoạn đường hàng mấy trăm cây số như vậy, trên những lộ trình mà Đức Phật đi truyền giáo. Các vị biết ngày cuối cùng trước khi về nhập niết bàn, Đức Phật đã đi trên đoạn đường từ hình như là Kusinara, mà từ nơi Ba La Nại đó, Đức Phật đã đi bộ về đó. Và trên đoạn đường nghỉ rất nhiều lần, bởi do Đức Phật bệnh tật trong thân. Như vậy thấy các vị thấy rằng Đức Phật vẫn là những người chân trần đi bộ, và một con người lịch sử đầy đủ những thân xác như con người. Quá chăng ngài thành tựu tuệ giác, một đức tính siêu phàm bằng lòng từ bi vô hạn và một trí tuệ cao ngời thôi. Thành ra khi mà như thầy, sự thật anh đã đi tới đất Phật rồi, anh hoàn toàn anh vỡ lẽ ra như vậy. Rồi tôi nói, nếu anh biết rằng Đức Phật đã từng đi bộ như thế, anh có còn kính trọng Đức Phật như khi anh chưa đi đến nơi này không? Thì anh nói là sự thật thì ngỡ ngàng là ngỡ ngàng với tưởng tượng thôi, chứ lòng kính Phật thì không bao giờ mất. Cho nên xưa kia đó, một nhà thơ, ông có làm một bài thơ mà Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều: vị đáo sanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô bị sự, Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều. Tức là sông Lô sóng chiếu cảnh hên thơ, chưa đến lòng ai chẳng ước mơ, đến rồi về lại không chi cả, sông Lô sóng chiếu cảnh hên thơ. Đi đến rồi về thấy cũng vậy, chưa đến mình tưởng tượng rằng cái gì thần tiên lắm, đến rồi về cũng vẫn là bình thường. Đó là cái bài thơ của Tô Đông Pha, tôi nhớ là như vậy. Thành ra khi mà các vị, tôi muốn nói với các vị như thế này, để có một thái độ nhận thức đúng đắn vững vàng là mình phải có trí tuệ. Đừng nhận thức tất cả các pháp qua cái sự tưởng tượng của mình. Nếu chúng ta tưởng tượng một ai, hay là chúng ta nghe lời đồn một ai, cho nên chúng ta chỉ tin một phần thôi. Có một bài thơ là người ta khuyên mình là tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe, đừng nhẹ bay như giấy màng the. Tức là cái gì mình thấy mình hãy tin, mà đôi khi cái thấy đó mình chưa chắc mình tin thật nữa, chứ huống gì qua lời đồn. Cho nên qua lời đồn mà bằng tưởng tượng á, thì chúng ta dễ dàng thất vọng lắm. Nên sống trong cuộc đời đừng để mình thất vọng bởi bất cứ điều gì mà do mình tự tưởng tượng mà ra. Cho nên tôi có đọc một cái quyển sách mà hình như năm rồi, hình như không biết là tôi có giảng với các vị ở nơi này chưa. Đó là có hai vợ chồng mù á. Hai vợ chồng mù là cái người mà chồng mù rồi lâm một hoàn cảnh là cũng đi làm công việc chung, gặp một người vợ cũng mù. Người vợ thì mù bẩm sinh, còn người chồng thì sao? Mù là do bệnh tật thôi, bởi vì không có tiền chữa trị. Và cái điều này hứa hẹn rằng nếu có tiền thì người này sẽ được chữa khỏi bệnh mù. Vì vậy trong quá trình mà làm lụng gần gũi, trao đổi qua lại với nhau, hai người trở nên yêu nhau trong những hoàn cảnh hoạn nạn như thế, và cuối cùng đi đến hôn nhân. Sau khi tìm hiểu vài năm và đi đến cưới nhau như vậy đó, thì thỉnh thoảng hai vợ chồng nằm bên nhau thì hay tả về nhau. Người chồng thì tả về vợ là: em có khuôn mặt trái xoan rất đẹp, có một cái đôi môi đỏ mọng gì đó, một đôi mắt bồ câu hay là chim phượng gì đó, một sống mũi dọc dừa. Rồi cái ngược lại thì cái người vợ cũng nói không kém: em biết rằng anh là một người đúng là trang nam nam nhi, anh có khuôn mặt chữ điền, hay là anh có một cái đôi mắt là của anh hùng gì đó. Bất cứ mọi thứ mà cô ta đều diễn tả như thế. Tôi kể tắt thôi, chắc là tôi kể rồi các vị đúng không? Và cái ngày mà khi mà đến khi anh này chữa được lành đôi mắt quay về đó, thì những cái má phượng mài ngày, những cái môi son, những cái khuôn mặt của trái son gì đó, trái đào gì đó, nó không còn nữa. Và anh ta đứng lặng người trước cái câu hỏi của vợ rằng: anh thấy em như thế nào? Đúng không?
Như vậy cái thấy trước kia mà thật sự thương tha thiết là thấy bằng tưởng tượng, có phải vậy không? Còn khi sự thật còn thương trọn vẹn nữa không? Cũng giống như anh yêu còn yêu em nữa không? Và nói là em yêu ơi còn yêu anh nữa không? Mà nói là em yêu anh gì? Bằng lòng chân thật. Mà anh nãy giờ thương binh tật anh cách chừng rồi, tự nhiên anh bỏ đi, người ta nói ủa sao tại sao nghe có câu thấm thiết bỏ đi, nói thương chân thật chứ đâu phải thương chân giả đâu. Cho nên các vị phải thấy rằng nhìn ngay trong sự thật của cuộc đời mà chúng ta ngẫm nghĩ. Cho nên các vị hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Đây là một lời khuyên từ Đức Phật cho đến hôm nay với chúng ta. Hãy bằng lòng với những cái gì mình đang có. Cuộc sống các vị đang mang bên mình, người ta thí dụ các vị như các vị đang làm cái trò chơi tung hứng vậy đó các vị. Trò chơi tung hứng các vị biết không? Tung hứng là trong mà lúc mà các vị coi xiếc mà người ta là ta thảy 3, 4, 5 trái banh lên rồi người ta chụp đó. Nhưng mà cái người tung hứng giỏi là dầu thảy 4, 5 trái lên người ta cũng không bao giờ rớt, đúng không? Còn mình hai cục thôi là đã rớt rồi, có phải vậy không? Tôi đã thử bao nhiêu lần tôi thử không được đó các vị. Tôi cầm 2, 3 cục đá thôi mà tôi làm là không được bao giờ. Mà tôi thấy người ta làm sao mà 5, 6 rất, trái rất hay. Thì người ta thí dụ là trọng trách đang mang trên người và cuộc đời của mình và thử thách với cuộc đời giống như các vị đang chơi trò chơi tung hứng. Tung hứng gồm có 5 trái banh. Trái banh thứ nhất là gia đình, trái banh thứ hai là sức khỏe, trái banh thứ ba là công ăn việc làm, trái banh thứ tư là tinh thần và trái banh thứ năm là bạn bè. Và theo trong sách nó kết luận rằng nó cho là công việc và tinh thần là những trái banh mũ. Nó rớt xuống, nó có thể tung hứng trở lên, rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta. Và tất cả những trái banh còn lại, gia đình, bạn bè và gì nữa, sức khỏe, người ta đo cho đó là những trái banh thủy tinh. Và những trái banh thủy tinh này nếu nó rớt thì sao? Nó rớt nó sẽ bể. Đúng là như vậy. Nhưng mà tôi mới nói như thế này, cả năm trái banh đó tôi cho là năm trái banh thủy tinh, chắc không có trái banh nào là banh mũ cả. Chúng ta nhớ kỹ, tinh thần chúng ta cũng là những cái vấn đề quan trọng. Rồi á, công ăn việc làm chúng ta cũng có những cái quan trọng. Nếu chúng ta thất nghiệp thì sao? Có những người thất nghiệp đi đến đổ vỡ gia đình. Có những người thất nghiệp rồi được bị bạn bè khi dễ. Có những người thất nghiệp rồi đau lòng không biết mình phải lo cái điều gì cho con, cho cái, cho cha, cho mẹ, cho người thân. Như vậy công ăn việc làm tôi cũng vẫn cho nó là một trái banh thủy tinh, chứ không có kết luận nó là trái banh mũ bao giờ. Và tôi cho là cuộc đời của chúng ta đang thi thố và đang thực hiện với năm trái banh đó. Và các vị là những người đang thử với cuộc đời mình bằng năm trái banh đó. Các vị đang tung hứng. Các vị không phải là một diễn viên xiếc. Các vị chưa bao giờ cầm năm trái banh lên để các vị thử với cuộc đời rằng coi mình làm có được hay không. Nhưng mà các vị hiện giờ trong tâm trạng của các vị và trọng trách trên vai của các vị và lương tâm của các vị đang thực hiện năm trái banh đó. Một trong năm trái banh này nếu nó sơ sẩy, chúng ta cái kỹ năng chúng ta yếu, hoặc là chúng ta lơ là một cái gì đó, nó sẽ bị rơi một trái đi. Trong năm trái này rơi bất cứ trái nào, chúng ta có bị tổn thương không? Rơi bất cứ trái nào nó cũng sẽ vỡ cả. Tinh thần chúng ta bị suy sụp quan trọng không? Nếu tinh thần chúng ta mà bị suy sụp rồi, bệnh tinh thần tâm lý rồi, tất cả mọi công việc khác chúng ta phải buông tay hết. Tinh thần chúng ta như một cái máy cái vậy đó các bạn. Nếu cái máy cái ngưng rồi không có máy nào phụ được. Cho nên không thể xác định tinh thần là trái banh mũ được. Tinh thần cũng là một trái banh thủy tinh. Nếu chúng ta không khéo tu tập, không khéo vận dụng, bảo trì nó sẽ rơi xuống đất. Tệ lắm, nó cũng mẻ, nó cũng mớp, nó cũng thế này thế khác. Và nguy hiểm hơn là nó vỡ. Mà nếu nó vỡ là chết cuộc đời chúng ta đi. Cho nên công ăn việc làm, bạn bè, sức khỏe, tinh thần và gia đình, tất cả mọi thứ này nó đều đè nặng một tâm lý các vị trong thời đại. Nhưng mà tất cả chúng ta là nhiệm vụ của con người, trách vụ của con người trong mỗi thời đại đều phải có ý thức về cuộc sống vươn lên. Chứ chúng ta không chấp nhận thụ động với cuộc sống này. Mặc dầu trọng trách như vậy, nhưng mà đừng nghĩ hôm nay chúng ta mới có cuộc sống áp lực. Mà xưa kia mọi người vẫn có áp lực về cuộc sống như thường. Và chúng ta hôm nay chúng ta trưởng thành, chúng ta lớn lên, chúng ta học hiểu biết được nhiều thì trách nhiệm chúng ta càng lớn. Vì vậy các vị phải bảo vệ gia đình các vị,
bảo vệ sức khỏe các vị, bảo vệ tinh thần các vị, bảo vệ công ăn việc làm các vị, bảo vệ bạn bè các vị, tức là những người thân đó, như các vị đang giữ gìn những cái tung hứng của các vị trong tay. Đừng bao giờ lơ là để chạy theo ảo ảnh này, để chạy theo ảo ảnh kia mà bỏ quên đi những cái thực tài chúng ta đang mang này. Chúng ta chỉ cần người tung hứng, chỉ cần thiếu chú ý một chút thì sao? Thì sao? Cái đó nó sẽ rớt liền. Và trong cuộc đời chúng ta chỉ cần đeo đuổi theo một cái gì hình bóng ảo quyển nào đó, chúng ta sẽ bỏ bê tất cả những sự nghiệp còn lại liền. Có những người đã có gia đình, có những người đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng do tiếng gọi của những cái chịu mê hoặc khác, chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những hạnh phúc mình đang có, mặc dù hạnh phúc mình nho nhỏ, nhưng mà mình tưởng tượng rằng hạnh phúc khác lớn hơn. Cho nên tôi mới tiếp chuyện với vừa rồi có một cô Phật tử ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô đến, cô thưa với tôi rằng, cô nói là vừa qua đó, hai vợ chồng con đã lục đục và anh đã về bên nhà mẹ ở rồi. Nhưng mà con thưa với thầy chuyện này, thầy thấy rằng con có sai hay không? Thì tôi nói thưa đi mới biết, chứ không thưa làm sao biết sai hay không. Thì á, cô mới nói như thế này. Cô nói đêm qua đó, con có nói một lời, con chê chồng con nghèo quá. Mỗi một tháng làm có 2 triệu, đưa con 1 triệu. Và con nói là anh không thấy những người bên sao mà anh thấy là anh làm có 2 triệu như vậy. Cuộc sống còn con ăn học như thế, và chính cô cũng làm ra được chút ít đồng tiền nữa, mà cô lại nói một câu như vậy. Thì người chồng giận quá, không biết nói gì, và hai vợ chồng cãi nhau. Và trong đêm đó chồng ôm gói ra đi về bên nhà mẹ của mình. Thì cô hỏi rằng, cô nói là con nói như vậy cũng có sai không? Bởi vì con nghĩ là con khích lệ để con làm cho cuộc sống gia đình tốt hơn, cho nên con mới nói vậy. Tôi mới nói rằng quá sai luôn. Tôi kết luận một câu, không phải sai, cô không có sai, mà sao? Mà quá sai, đúng không? Nếu ai đồng tình với tôi câu đó là sai, đưa tay lên. Như vậy những người không đưa tay lên là cho rằng câu đó là đúng. Hả? Đưa lên lần nữa cho tôi có tự tin coi. Để các vị lỡ nói là tôi kết luận sai vậy, làm sao tôi can đảm để tôi nói tiếp với các vị. Câu chuyện mà chấm dứt không có hậu là buồn lắm á. Còn muốn nghe tiếp câu chuyện này nữa không? Xin thưa rồi, lúc đó tôi mới nói rằng cô sai hai điều mà cô thấy rất là căn bản. Thứ nhất á, là cô lo cô nhìn người khác mà cô á, không có nhìn thực tại hoàn cảnh của cô. Thứ hai, cô đã làm tổn thương một người chồng như thế. Câu nói này đúng ra một người vợ không nên. Tổ ấm gia đình là một cái gì đó cần phải khích lệ, bảo trì với nhau. Người ta sắp tan vỡ, người ta bị chỉ trích, người ta còn cố hàn gắn lại bằng thế này thế khác. Còn cô như thế này đã, cô có một điều là cô không thấy. Chồng cô làm mỗi ngày 2 triệu đưa cho cô không thấy điều đó diễm phúc à? Có những người chồng nát rượu không đưa một cắc mà còn về đánh đập đòi tiền thì sao? Có những người chồng không biết chăm lo công ăn việc làm mà mèo mỡ, gà đồng thì sao? Sao cô không thấy những cái đó? Cô có những hạnh phúc mà người ta không có được. Chưa chắc gì nhìn ở nhà bên kia nhà lầu 8 tầng mà họ có hạnh phúc. Nhà lầu bên kia 8 tầng nhưng nó đổ nát ở bên trong thì sao? Con cái của họ đang hoang mang về sự chia tay ly dị của cha mẹ thì sao? Hoặc là gia đình có một đứa con nào đó rơi vào ma túy thì sao? Hay là người chồng người vợ, một trong hai người đó có một người đang tâm phá hoại hạnh phúc bằng cái sự là ngoại tình thì sao? Cho nên á, tôi mới nói rằng cô á, tôi rất tiếc cho cô. Cô đã làm tổn thương một người chồng có trách nhiệm. Cô không hãnh diện với người ta được bằng cái nhà lầu 8 tầng, nhưng cô hãnh diện được có một người chồng có trách nhiệm, có một tổ ấm, có một mái ấm gia đình yên ắng, có đúng không? Như vậy bây giờ cô đã không chấp nhận cô có một mái ấm rồi, cô cũng đã còn một mái ấm để hãnh diện với cuộc đời, chính cô đã phá nát rồi. Như vậy còn đâu mà cô hãnh diện với đời nữa? Cô không hãnh diện được nhà lầu, rồi bây giờ cả tổ ấm của cô cũng không hãnh diện được nữa, thì lấy đâu cô nương tựa chứ? Lấy đâu cô nương tựa? Cho nên cô phải thấy được rằng cô phải nhận cái trách nhiệm sai lầm này về cho chính mình. Thứ hai nữa, một người đàn ông là một người có trách nhiệm, họ dễ bị tổn thương. Một câu nói rằng anh nghèo quá là một câu nói sỉ nhục. Sỉ nhục. Các vị nhớ kỹ rằng
Nếu vì chúng ta đua đòi chúng ta mới thấy đó là nghèo. Chứ còn nếu mà chúng ta không có đua đòi, mỗi một tháng làm ra được, một người chồng làm ra được 2 triệu, có nghèo không các vị? Thử ở miền quê chúng ta một tháng chúng ta làm ra được bao nhiêu tiền? Tôi nói thật với các vị đó, những đứa ở quê tôi đi thành phố Hồ Chí Minh làm mỗi tháng được 450 ngàn, mà gán dành dụm để gửi về gia đình được 200 ngàn. Nó đi xài mỗi một tháng thì nó tiêu hao nhà trọ, ăn uống, mọi thứ 250 ngàn, còn 200 ngàn để gia đình. Như vậy một sự thu nhập 450 ngàn mà còn phải lo cho gia đình. Bây giờ cái anh chồng này thu nhập 2 triệu đồng, cô ta đi nghèo. Như vậy cô ta là người đang đứng núi này trong núi nọ, hay là cô ta đang sống với thực của chính mình? Hả? Như vậy cô ta đang đứng núi này trong núi nọ. Cho nên tôi mới nói rằng trong cuộc đời này, con người người ta hay có những cái thái độ đó. Tức là người ta nói là thái độ của con người luôn mơ ước những vườn hồng diễm mạo nơi chân trời xa thẳm, mà không bao giờ biết tận hưởng những bông hoa kề bên cửa sổ. Những bông hoa này chúng ta thọt tay ra là hái được, dầu là hoa cải trời, hoa gì đó, qua gì, qua dạng thọ, qua 10 giờ vân vân, nhưng mà nó là những cái trang điểm gần gũi với chúng ta. Chúng ta thấy có thật không? Rồi bây giờ chúng ta tưởng tượng ở một chân trời xa xôi nào đó, ai nói nơi đó có một vườn hồng đẹp lắm, nhưng mà chúng ta có nắm được trong tay không? Và những hoa nào đẹp lắm có đủ để chúng ta vối tới không? Hoa càng đẹp giá càng cao, đừng có dối. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên đó, anh cô ta đã không bằng lòng với những cái mình đang có, cô ta đánh mất hạnh phúc của mình. Và tôi bảo rằng cô bây giờ phải đi xin lỗi ngay tức khắc. Nếu cô nhận thức được rằng đó là lỗi của cô, thì phải ngay tức khắc cô đi xin lỗi chồng. Và đến đó là cô sẽ thưa thật rằng em hơi nông nổi, bởi vì em quá băn khoăn lo cho cuộc sống của các con của gia đình. Em ngại này mai này con mình không có tương lai. Em nói một cách vô tình, muốn giống như là ý em khích lệ, nhưng em nghĩ lại đó là một sự tổn thương anh rất lớn. Nó, tôi bảo cô phải nhận ngay chỗ này, và để cho chúng ta có một tổ ấm trở lại. Không ấy là cô đã phá nát hết. Và khi cái nát này đổ vỡ, cô sẽ đánh mất các tương lai của các con nữa. Nguy hiểm vô cùng, chỉ một lời nói thôi. Cho nên đây là điều chúng ta phải suy nghĩ. Thành ra đó, ở đây chúng ta phải nhìn nhận cái tổ ấm ở một mức độ là chân thật của chính mình. Tôi nhớ có một cái gia đình nọ, hai vợ chồng đang rơi vào cái hoàn cảnh thất nghiệp. Để các vị so sánh với hình ảnh vừa rồi tôi nói, rơi vào thất nghiệp thì người chồng đang đi chuẩn bị đi tìm công ăn việc làm, nhưng mà đi mãi như vậy tìm không có các vị, đi xin bất cứ công ty nào làm không được. Anh ta trở nên buồn chán và thất vọng cuộc đời mình vô cùng. Thì một lần cuối cùng anh quyết định rằng anh cố gắng, anh đi đến một công ty nọ và anh nói với người giám đốc và anh tiếp tục xin việc làm. Thì ông giám đốc hẹn anh 3 ngày sau anh sẽ trở lại để biết rằng anh có công ăn việc làm, có nhận anh làm việc hay không. Thì mà khi anh đi về, anh đêm đó anh ngủ không được các vị. Sáng lại chuẩn bị đi coi có biết mình được nhận công việc không, anh ngủ không được và anh tâm sự với vợ rằng, anh nói là này em, anh quá lo lắng, không biết ngày mai rằng ông chủ có nhận anh hay không. Nếu mà anh không làm được nữa đó, anh không có công việc làm, thì gia đình chúng ta sẽ đi vào suy sụp, tiền bạc không có và mọi chi tiêu rất là nguy hiểm. Cho nên anh buồn bã lo lắng trong mấy ngày qua và sáng nay anh rất là hồi hộp vô cùng. Thì người vợ mới khích lệ rằng, này em tin rằng anh sẽ được công việc sẽ được mà, anh cứ đi đi, cứ tự tin đi, em chắc chắn như vậy. Nhưng mà thật sự người vợ có biết rằng người chồng được không? Biết không? Trừ ra là thánh nhân rồi đã tái hiện xuống quả mai mới biết, chứ làm sao biết được. Nhưng mà khi đó đó, người chồng ra đi trong tâm trạng rất là buồn lo và hồi hộp. Nhưng mà cái người vợ ở nhà đó thì lại có một điều đặc biệt là tìm những đồng tiền có lại, hoặc đi cầm những cái món đồ mình đã có đó, đi lấy một mớ tiền để chuẩn bị một bữa tiệc linh đình. Đó. Thì khi đó người chồng sáng ngày hôm đó lái xe đi đến nơi, và trưa lại gặp cái ông chủ. Và khi phỏng vấn, ông chủ nói là ông đã hoan hỷ nhận anh vào làm việc, chưa có gì sung sướng bằng điều đó cả. Và khi được như vậy rồi anh rất mừng. Và trên đường anh lái xe đi về, anh sẽ nghĩ rằng anh sẽ thông báo điều này cho vợ hay là cả gia đình vui lắm. Ở nhà đó thì người vợ đã chuẩn bị cho anh tất cả mọi thức ăn mà
thời gian qua gia đình chưa bao giờ có một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Và trong bữa ăn này, cô ta đã chuẩn bị những cái bánh, những cái món quà nho nhỏ để làm cái quà cho chồng, dọn ở trên bàn như thế. Thì khi nào anh này đi về, anh đã rất là ngạc nhiên, nhìn trên bàn, ủa ai mà thông tin cho cô này hay quá để biết được rằng là hôm nay mình xin được việc. Thì khi mà anh ta vào trong ngỡ ngàng và anh ta nói như vậy thì người vợ cười rất vui. Và trong cái vấn đề tâm tình đó, rồi tối đến là hai vợ chồng chuẩn bị ăn bữa tối. Thì khi mà ăn bữa tối rồi, anh ta dở cái dĩa của anh ta lên như thế này, thì dưới đít dĩa anh ta mới thấy một tấm thiệp, tấm cạc á, nói là em chúc mừng anh, em biết chắc chắn rằng hôm nay anh đi thành công mà. Buổi tiệc trong đêm nay em để dành cho anh, anh mãi mãi là anh yêu của em, bên cuộc đời lúc nào cũng có em bên cạnh. Anh chồng thấy một cái tấm thiệp, anh chồng lúc đó không thể nào tưởng tượng được người vợ, ai nói tin này, tại sao người vợ biết, và người vợ mình hay như thế. Và anh ta càng cảm thấy hãnh diện hơn khi một người vợ đồng tình với mình trên mọi lộ trình như vậy. Thì trong đêm đó ăn uống xong rồi, anh chồng mới nói là đêm nay anh sẽ dọn dẹp tất cả chén bát này, em đi nghỉ đi, bởi vì hôm nay em cũng đã mệt rồi. Và trong cái lúc mà anh ta dọn dẹp như vậy, anh ta đi xuống nhà bếp, thì tình cờ trên đoạn đường xuống nhà bếp, anh ta cũng thấy tấm cạc nữa. Anh ta thấy tấm giấy, anh ta lượm tính bỏ. Anh ta lượm lên cái cũng thấy miếng giấy, cũng có những dòng chữ: anh yêu của em, thất bại không phải là điều đáng nhục và đau khổ đâu. Em nghĩ rằng hôm nay xin việc không được thì mai này cũng sẽ có những cơ hội để chúng ta có việc làm mà. Anh mãi mãi là anh yêu của em, lúc nào cũng có em bên cạnh. Các vị hiểu được điều gì trong hai tấm thiệp này? Hả? Có phải một người vợ so với cô hồi nãy thì sao? Anh nghèo quá. Có phải vậy không? Cô vợ này, cô không biết rằng chồng mình có đi xin công ăn việc làm được hay không? Điều đó cô đâu có biết, đúng không? Chúng ta đọc tới tấm thiệp thứ hai chúng ta mới biết cô này không biết, có phải vậy không? Chứ nếu mà đọc tấm thiệp đầu chúng ta biết chắc chắn rằng cô này có biết một cái lý do nào đó. Nhưng mà đọc thứ hai mới thấy rằng đây là một người vợ tâm lý. Người ta tìm mọi cách để bảo vệ cái hạnh phúc tổ ấm của gia đình. Nhờ như vậy người chồng mới thấy được rằng cái tâm hồn của người vợ mình như thế nào. Nếu hôm đó anh xin công ăn việc làm về không được thì cô ta sẽ để cái tấm thiệp nào? Tấm thiệp thứ hai, có phải vậy không? Như vậy khi mà xin công ăn việc làm không được thì về mà gặp người vợ mới nói được ra, nói lại một câu rằng, nói là thôi à, người ta đi lấy cái giàu sang à, anh xin công ăn việc làm không được chắc em từ giả quá, người nghĩ sao? Nghe câu đó chắc tự giận sớm, phải không? Cho nên các vị phải biết được rằng trong vấn đề tâm lý của cuộc đời mình cần phải làm gì chứ.